Hi, xin chào, quay trở lại kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn một chai nước hoa rất rẻ, rất dễ tìm kiếm trên thị trường và mùi hương của nó cũng khá là ngon. Đó chính là Terry Davidson của Innocent. Đây, mình sẽ để tên ở phía dưới cho các bạn dễ tìm nhá. Thì chai nước hoa này mình có được em Nguyễn Việt Hùng cho mượn cách đây tầm 3 đến 4 tháng rồi, mình quên sử mất, mình vứt ở cái góc tủ bên này. Xong rồi đến hôm vừa rồi trời lạnh, bắt đầu mình lôi ra xịt thì mình thấy rằng là nó ngon vãi trưởng và đã quyết tâm ngoài review cho các bạn. Thế hãy cùng mình xem là chai nước hoa này có những cái điều gì tốt và những điểm gì chưa tốt nhá. Đầu tiên thì đã nói về cái thương hiệu nước hoa Inessi này, đó là một cái thương hiệu nước hoa ở Pháp và nó được thành lập vào năm 2011. Thì nhà nước hoa này cũng không có khoảng tầm 14 hay 15 sản phẩm gì đó, và đây là một trong những sản phẩm của nhà nước hoa này, và nó cũng được đánh giá cũng khá là ok trên cái lượng phiếu vote ở trên trang Fragrantica. Và em này thì đây, như các bạn có thể nhìn thấy rằng là cái thiết kế của nó rất là đơn giản thôi. Đây, đó, nó là một cái chai hình vuông và quan trọng là nó chỉ có giá 10 đô la. 10 euro hay là đô la gì đó thì các bạn chỉ cần search tên thôi. Trên eBay biết các thứ, kể cả trên Shopee ở Việt Nam bán rất là nhiều chai nước hoa này. Nó khoảng tầm, tính ra nó khoảng tầm hơn tầm 300 nghìn đi. Ra là tính khoảng tầm 300 nghìn đi. 300 nghìn cho 100ml. Và chúng ta cũng không thể nào đòi hỏi được là nó có một thiết kế đẹp được cả. Và chúng ta cùng nhau đi đến cái phần mùi hương của chai nước hoa này, xem mà mùi hương của chai nước hoa này có gì đặc biệt mà mình lại thích nó, mình lại khen nó để review nó đến như vậy. Thì khi các bạn xịt cái mùi hương của Terry Davidson này ra thì các bạn sẽ nhận thấy một cái tổ hợp fruity. Nó là kiểu hoa quả, cái vị ngọt của hoa quả lên men. Nó có một cái chút gì đó hơi kiểu rượu rượu. Thì mình cũng có xem qua thì nó là nốt rượu cô nhắc, nên là chắc là mình nghĩ rằng cái tổ hợp hoa quả trong ngồi rượu nó lại tạo nên một cái tổ hợp rất là mùi hương, rất là ngọt. Có phần hơi kiểu sánh sánh một chút. Đây thì mình xịt ra giấy. Mình đã xịt ra em này khoảng tầm 6-7 lần trong thời gian gần đây để có thể review xịt cả lên tay. Bắt đầu thì cái mùi hương chủ đạo mà các bạn sẽ ngửi thấy rất rõ, đó là mùi của hoa quả và kiểu như kiểu rượu hoa quả ấy. Đấy, mình nói như thế cho các bạn hãy hình dung. Và dry down khoảng tầm 15 phút sau thì các bạn sẽ nhận thấy rằng là cái vị hoa, cái vị rượu nồng ở đây nó sẽ dịu bớt xuống, và các bạn sẽ nhận thấy là vẫn cái vị ngọt của hoa quả, và các bạn nhận thấy một chút hơi kiểu spicy, hơi kiểu gia vị một chút. Thì cụ thể nó là mùi thơm rất đặc trưng của quế. Nếu như bạn nào ngửi những cái các bạn uống trà cam quế, hay là các bạn ngửi những cái thanh quế, thì các bạn nhận thấy rằng cái mùi quế nó có mang lại cảm giác rất là kiểu hơi gia vị, hơi cay, hơi ấm một chút. Thì ở trong chai nước hoa này thì khoảng tầm 15 phút thì các bạn sẽ nhận thấy rằng ở đây sẽ là hoa quả cùng với một chút mùi thơm của quế. Và dry down của mùi hương này thì nó lại làm lên một cái thì cái mùi quế nó lại dịu hẳn xuống. Quế nó chỉ xuất hiện ở khoảng giữa thôi. Và dry down thì là vẫn là cái mùi ngọt và có phần mịn hơn, mềm mại hơn. Và mùi hương thì nó cũng khá là dày. Thì về sau thì mình ngửi thấy mùi kiểu hơi kiểu cảm giác nó hơi hơi giống cái mùi vani, nhưng mà nó không phải là mùi cụ thể là mùi vani, mà nó là mùi hoa quả ngọt cùng một chút hơi kiểu một cái gì đó nhựa nhựa, nhưng mà rất là mềm mại, rất là dịu. Một cái mùi hương mà mình thấy rằng là nó khá là nịnh mũi và đặc biệt là rất là phù hợp vào mùa đông. Thì cái độ bám quả của Terry Davidson này thì nó lưu ở trên da mình thực sự là không quá là tốt. Nó khoảng tầm 4 đến 5 tiếng, mặc dù cái dui của nó như các bạn nhìn thấy ở đây nhá, trên Mojito nhá, cái dui của nó rất là đậm. Thì nó chỉ lưu được khoảng tầm 4 đến 5 tiếng thôi. Thì và cái độ tỏa hương của nó thì cũng ban đầu khá là tốt, nhưng mà sau khoảng tầm 2 tiếng thì nó chỉ còn skin scent thôi. Và khoảng tầm 4 đến 5 tiếng sau thì nó cứ chỉ thoang thoảng ra. Các bạn phải đưa lên thì các bạn mới ngửi thấy. Về cái thời tiết và cái phong cách sử dụng chai nước hoa này thì mình nghĩ rằng là khoảng thời tiết cứ khoảng tầm mùa đông thôi. Trời chỉ cần hơi kiểu se lạnh hoặc là lạnh cũng được thì các bạn xịt cái mùi hương này nó rất là hợp lý. Đây là một cái mùi hương ngọt của fruity rồi một chút spicy ấm ấm. Mùi hương rất là phù hợp để sử dụng và nó mang lại cảm giác rất là ấm áp, rất là ngọt ngào. Và em này thì cái phong cách thì mình nghĩ rằng là nó cũng không quá là hạn chế cái phong cách, tại vì các bạn mặc cái gì mình nghĩ rằng cũng xịt được cái mùi hương này à. Tại vì mùi hương này mình thấy rằng là nó khá là dễ để phối cái đồ, và cái độ tuổi nó cũng không quá là giới hạn. Một chút quế thì có lẽ rằng là nó sẽ phải
cái độ tuổi nó sẽ phải hơi lớn một chút, tầm 22-23 tuổi thì các bạn có thể xịt được mùi hương này. Một cái mùi hương mà mình ngửi rất là thích. Về cái giá tiền của em nó thì mình phải nói lại một lần nữa là nó khoảng tầm 10 euro, khoảng tầm 300 nghìn ở Việt Nam. Nếu như các bạn tìm trên eBay các thứ hay là trên Shopee các thứ, mình gọi mình có search thì cũng có thấy là có khá nhiều người bán chai hoa này. Và so về cái giá tiền thì mình thực sự đây là một cái mùi hương rất là ngon. Có thể là các bạn sẽ có quan điểm là nước hoa rẻ tiền thì nó không tốt, nhưng mà thực sự rằng là đây là một cái nhà nước hoa ở Pháp nhá, ở Pháp rõ ràng luôn. Và cái thứ hai là có rất nhiều những cái thương hiệu nước hoa như là Midsummer Firefly của Miniso mình có review là giống chai Lilabo Santo 33 này, rồi những cái chai nước hoa của nhà Zara nó cũng khá là rẻ. Nó tuy là nó không phải là một cái nhà chuyên làm nước hoa hoặc là cái nó không quá nổi tiếng những thương hiệu lớn, nhưng mà những cái sản phẩm của nhà nước hoa này thì nó cũng rất là ok. Và đây là một trong những cái mùi hương mà mình nghĩ rằng là nó rất hời trong tầm giá. Và mình nghĩ rằng là chỉ với 200-300 nghìn thôi các bạn sở hữu một cái mùi hương này, các bạn sẽ sử dụng vào mùa đông nó rất là ngon. Và là mình nghĩ rằng đây là một cái lựa chọn rất là tốt cho những bạn học sinh, sinh viên hay là những bạn có tài chính chưa tốt thì các bạn có thể mua trên hoa này sử dụng mùa đông. Mình đảm bảo rằng các bạn sẽ nhận được khá nhiều lời khen đó. Và dù gì chăng nữa thì mình vẫn phải nói những cái yếu tố mà mình cảm thấy chưa hài lòng lắm ở chai nước hoa này. Thì đó là cái phần vòi xịt. Đây, cái phần này như các bạn, các không biết các bạn nhìn đâu. Đây các bạn nhìn nhá, cái vòi này của mình lúc nào nó trong tình trạng ướt sũng. Cái vòi này thực sự ở cái khâu hoàn thiện nó hơi kém một chút. Có khi nhiều khi còn thua cả những cái chai chiết ấy. Nên là nếu như không biết là do chai của mình bị lỗi hay là những cái chai của nhà nước hoa này họ làm như thế, nhưng mà lúc nào trong tình trạng ướt sũng này mình cũng rất là khó chịu. Cái thứ hai đó là về cái độ lưu hương, nếu mà cái dui này mà lưu được khoảng tầm đến 2-3 tiếng nữa thì khá là tốt, rất là ngon, một mùi hương mà phải gọi là best choice trong tầm giá luôn. Và cái thứ ba đó là cái phần vòi xịt thì mình không thích cái vòi xịt này lắm. Đây nha, mình xịt lại một lần nữa nhá. Cái vòi ở đây ấn cảm giác nó không được hết tay ấy, và nó tỏa hơi lở, nhưng mà tầm giá 300 nghìn thì cũng không thể nào đòi hỏi được nhiều. Vừa rồi đó là cái quan điểm và cái cảm nhận của mình về chai nước hoa Terre Division này. Không biết là các bạn đã sở hữu qua chai nước hoa này chưa, hay là các bạn đã từng sở hữu qua những chai nước hoa nào mà nó rẻ mà các bạn thấy rằng là nó rất là chất lượng, thì hãy comment cho mọi người và mình cùng biết ở phía bên dưới nha. Và đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh YouTube của mình. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.